Chị Châu, em nghĩ rồi. Mẹ có thể không có thái độ gì, nhưng mà chị em mình thì phải nói chứ. Em thấy xe đưa ông tới rồi, em nghĩ là chị em mình đi gặp ông đi. Cứ từ từ đã. Việc này cứ nghe mẹ đi, mẹ sẽ không bao giờ để chị em mình thiệt đâu. Chị ơi là chị, mẹ có rất nhiều thứ cần phải giữ, như là mặt mũi, như là tỏ ra hiểu chuyện, tỏ ra hiếu thuận với cả ông. Nhưng mà chị em mình là cháu gái của ông cơ mà, chẳng lẽ không đếm xỉa chị em mình chắc? Cả đêm qua đã mất ngủ để suy nghĩ. Thôi đi, bây giờ còn ngoan tức là ngu đấy. Chị em mình đi nói chuyện với cả ông. Từ từ đã, không phải đi gặp ông để nói chuyện. Ông ở đây rồi. Ông ạ. Hai đứa có chuyện gì muốn nói với ông đây? Dạ. Cháu mời ông ạ. Nào, bây giờ hai chị em Ngọc và Châu có chuyện gì nói ông nghe. Ông cần cháu trai đến thế sao ạ? Dù cháu với cả chị Châu yêu quý thế nào, có nỗ lực bao nhiêu cũng không bằng một kẻ từ trên trời rơi xuống ạ. Mẹ cháu bảo là hôm nay đón hai chị em nó về, cho thấy những xáo trộn ở trong nhà, trong tập đoàn, đến nỗi buồn của mẹ cháu. Cháu cảm thấy không thoải mái ạ. Chỉ còn nhìn thấy chúng nó thôi là cháu nhìn thấy sự phản bội của bố cháu. Thôi nỗi đau mà mẹ cháu đã phải chịu đựng. Việc bắt mẹ con cháu chấp nhận sự việc này là không thỏa đáng ạ. Ngọc, thôi. Không sao đâu, cứ để cho Ngọc nói nốt đi. Vâng, cháu sẽ nói ạ. Cháu không chấp nhận, cháu không thể coi họ là chị em trong nhà được. Dù ông quyết định thế nào đi chăng nữa, dù ông có giận cháu hay là không yêu cháu nữa. Ngày xưa ông là người đặt tên và cũng là người đi làm khai sinh cho các cháu. Bởi vì đúng như tên gọi, với ông là Châu, là Ngọc, là những gì ông yêu quý nhất. Trước đây ông đã muốn bố của các cháu kết hôn với mẹ các cháu. Đấy là ý muốn của ông thật. Nhưng không ai có thể dí súng để bắt họ phải lấy nhau nếu như cả hai người đều không muốn. Nhưng ở đời đã quyết định thì phải có trách nhiệm, thậm chí là phải chịu đựng đến cùng. Cả bố cháu và mẹ cháu đều phải chịu đựng nhau. Nhưng đổi lại, họ đã có được những cái mà họ muốn. Bố cháu thì được thoải mái trong các mối quan hệ ngoài luồng, không để lại hậu quả. Còn mẹ các cháu thì lại có quyền lực. Ông ơi, chẳng lẽ ông lại đồng tình với những mối quan hệ ngoài luồng của bố cháu ạ? Không, ông không đồng tình, đương nhiên là như thế. Bởi vì ông biết không thể bắt ép bố cháu quá được. Các cháu có biết nỗi bất hạnh lớn nhất của bố các cháu là gì không? Là bố các cháu đã có một người vợ quá xuất sắc. Ông biết rất rõ điều này. Ông biết thằng con trai duy nhất của ông không thể có hạnh phúc với một người phụ nữ giỏi giang này. Nhưng ông vẫn để hai người lấy nhau. Các cháu có biết tại sao không? Bởi vì giữa hạnh phúc của con trai mình với sự phát triển sự nghiệp của cả một dòng tộc, thì ông đã lựa chọn sản nghiệp của gia tộc này. Lựa chọn ấy không dễ dàng đâu, nhưng đã lựa chọn thì phải chấp nhận trả giá. Trả giá cho cả việc mình có lỗi với con trai mình. Cũng như bây giờ, ông biết mẹ các cháu buồn và hai đứa các cháu cũng rất buồn. Nhưng giữa nỗi buồn của các cháu với việc tìm người kế nghiệp, thì ông vẫn lựa chọn sản nghiệp của dòng họ này. Ông không thể làm khác được.